Xuân Toàn. Xuân Toàn qua người hay. Xuân Toàn đánh đầu qua hấp dẫn. Chúng ta đang được đẩy tới hết thái cực này tới thái cực khác trong cuộc đối đầu giữa ông Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội. Quả chơi bóng lại là một cơ hội nữa, và ngay lập tức lưới của câu lạc bộ Hà Nội đã rung lên. Nhưng chúng ta đã thấy trợ lý của trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã căng cờ báo hiệu việt vị. Đó là một tình huống đánh đầu nối của Diallo Abdoulaye. Thủ thành Tấn Trường hoàn toàn bị động. Diallo đã có mặt và đánh đầu ở một cự ly rất gần. Nhưng hãy cùng xem lại liệu Diallo đã việt vị ai chưa. Đây cũng là một tình huống tương đối nhạy cảm. Diallo đã đánh đầu nối sau pha chạm bóng của trung vệ Giang Clesio. Bùi Văn Đức, quả căng ngang và khó chịu. Vẫn chưa thể có pha dứt điểm. Nguyễn Văn Đức. Diallo. Không có lỗi việt vị. Vào! Lần này thì trọng tài đã công nhận bàn thắng của Diallo. Một cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp được tạo ra tới từ tiền đạo áo số 91. Một động tác xoay người, sút bóng hiểm hóc để đánh bại thủ thành Tấn Trưởng. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống dàn xếp tấn công được kết thúc bởi Diallo. Diallo đá bóng qua hai chân của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng đập đất và tạo ra một quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Một cú đá ở đẳng cấp rất cao tới từ Diallo. Tỷ số là 1-1. Diallo. Xuân Toàn. Xuân Toàn qua người hay. Xuân Toàn đánh đầu qua hấp dẫn. Chúng ta đang được đẩy tới hết thái cực này tới thái cực khác trong cuộc đối đầu giữa ông Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Bóng Đá Hà Nội. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Pha dàn xếp tấn công cực kỳ bài bản và đã tạo ra một kết quả tối đa dành cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trung Học là cầu thủ đã xuất hiện trong vòng cấm địa để thực hiện pha đánh đầu sau tình huống xử lý cá nhân đột phá của Xuân Toàn. Quá ấn tượng với tình huống sâu kim đối phương của Xuân Toàn. Xuân Toàn đã xỏ háng thành công Macau, mở ra một khoảng không gian rộng lớn. Cùng với đó là một đường truyền vừa vặn cho pha băng vào của Trung Học. Tỷ số bây giờ là 2-2. Rất hay. Diallo. Diallo không quyết định dứt điểm mà thay vào đó là một đường truyền. Diallo đã loại bỏ được Macau chỉ trong một nhịp chạm bóng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha xử lý của Diallo. Tiếc rằng ở tình huống sau đó thì ngoại binh này lại không tự tin để tung ra một cú đá này. Diallo dứt điểm, không vào. Cơ hội đã đến với cầu thủ mang số 16 Văn Long. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bản khá quen thuộc khi mà bóng bắt đầu từ chân trái của Bùi Văn Đức. Quả chơi bóng đánh đầu, không vào. Đó là Giang Clesio. Những tình huống không chiến đang là điểm nhấn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đã có rất nhiều những cơ hội đến từ những quả đá phạt góc. Trần Phi Sơn đã đưa vào một quả treo bóng vừa vặn dành cho Giang Clesio. Đây là Diallo. Tốc độ của Diallo rất khỏe. Những phút cuối trận nhưng Diallo vẫn đang tạo ra được những áp lực.
Và như vậy là tiếng còi để khép lại trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc Bộ Hà Nội đã vang lên. Hiệp 2 chúng ta không được chứng kiến thêm những bàn thắng, nhưng đây vẫn là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn dành cho các khán giả đã dành thời gian để theo dõi cuộc đối đầu này. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Hà Nội đã tạo ra một thế trận đôi công cởi mở, mãn nhãn với những bàn thắng đẹp mắt. Tỷ số cuối cùng là 2-2.